Con hôm nay hết lâu rồi, phí quá. Bả nhậu lắm con. Ngon quá. Cái món gì cà ri vịt của anh tiếp giới thiệu thì hôm nay mình sẽ thử cái món này. Em quen em ăn đây, ăn đi, ăn không phải ăn cà ri. Bánh mì à, không sao ăn đi, bánh mì không sao ăn cũng ngon mà. Ngon Phượng. Món này rất là ngon, hấp dẫn. Được. Hợp lý. Cứ kiểu giống như bún bò kho của mình á. Mà cái mùi vị nó lạ hơn, đặc trưng hơn. Chị em thiếu rau, hôm nay hết rau rồi, phí quá. Bả nhậu lắm con. Ngon quá.